em sống là nội tâm nhiều, cũng tự lo được cho toàn thể gia đình được. Ừ. Công việc thì là ổn định. Và em vào đây là cũng đi theo con gái đó, em cũng đã lỡ một vâng, cũng đã lỡ dở một cuộc kết hôn rồi. Mối tình đầu thì còn nhỏ quá cho nên là giống như hai người chưa có đủ nghị lực để vượt qua cái khoảng cách địa lý ạ. Còn mối tình thứ hai thì sau 10 năm em cũng được mai mối và quen một thời gian thì thấy anh ấy có nhiều điều hay che giấu em á, cho nên em thấy không phù hợp. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mình sẽ giới thiệu về bản thân mình chút coi nè. Em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Em xin chào hai họ đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tên của em là Vũ Thị Lựu. Và em còn một cái tên thứ hai mọi người thường gọi em, đó là Thu Áo Dài. Năm nay em 42 tuổi. Công việc của em là chuyên may thời trang áo dài ạ. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Giới thiệu em tên là Bùi Đăng Tứ, tên thường gọi là Tứ Diện. Và năm nay 42 tuổi, quê quán ở ngoài Ninh Bình. Em vào đây được 4 ngày rồi. Dạ. Tức là quê vẫn ở Ninh Bình, em làm Ninh Bình luôn. Làm gì vậy? Em hiện tại ở nhà đang cơ sở kinh doanh một cửa hàng vật liệu xây dựng hoàn thiện nội thất đấy. Và kinh doanh nhà đất. Bây giờ mình vào đây tham gia chương trình xong mình về ngoài đó ha. Còn em gái bên kia là ở đâu nhỉ? Quê em ở Bình Phước ạ. Hiện em đang công tác ở đâu? Dạ, hiện tại em làm tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Gái em kia có quê quán gì, có bà con gì ở miền Bắc không em? Dạ có, em còn một số người ở miền Bắc ạ. Bây giờ là mình kẻ nam người Bắc đó nha. Em gái, nếu như bây giờ á, với tình yêu thăng hoa đó đủ lớn á, thì em có chịu theo chồng về Ninh Bình không? Dạ, nếu mà tình yêu đủ lớn và em tìm đúng được cái người mà bao nhiêu lâu nay em mong đợi thì em nghĩ là vị trí địa lý không quan trọng, quan trọng nhất là con người thôi ạ. Rồi, vậy được rồi. Thôi em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi thôi. Dạ, điểm mạnh của em á là gọn gàng, sạch sẽ, luôn sống ở một cái tinh thần lạc quan, tích cực, đặc biệt là em giao tiếp với mọi người rất là thân thiện. Điểm yếu của em là sống thẳng thắn và hơi kỹ tính. Một chút nữa là em dễ bị xúc động. Người dễ xúc động là những người sống rất là tình cảm á. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho nhà gái biết đi. Vâng, thưa anh với lại Quyền Linh với chị Hồng Vân, và em sống là nội tâm nhiều, cũng tự lo được cho toàn thể gia đình được. Ừ. Công việc thì là ổn định. Và em vào đây là cũng đi theo con gái đó, em cũng đã lỡ một vâng, cũng đã lỡ dở một cuộc kết hôn rồi. Vâng. Bao nhiêu năm? 17 năm. 17 năm. Vâng. Mình có mấy cháu? Có hai cháu. Cháu gái đang học 11. Còn cháu trai? Học lớp 9. Và bây giờ hai cháu đang ở với em luôn. Vâng, đúng. À. Con gái em đăng ký chương trình cho em là cũng mong muốn cho bố tìm được cái một cái người phù hợp. Con gái đăng ký cho cha đó hả? Rồi dễ thương quá vậy. Thôi, đó là lý lịch trích ngang của bên đây, còn bên nhà gái sao? Dạ, đó giờ em có hai mối tình. Mối tình đầu thì còn nhỏ quá cho nên là giống như hai người chưa có đủ nghị lực để vượt qua cái khoảng cách địa lý ạ. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì sau 10 năm em cũng được mai mối và quen một thời gian thì thấy anh ấy có nhiều điều hay che giấu em á. Cho nên em thấy không phù hợp. Em cần một sự nghiêm túc và chân thành. Cách đây cũng 8 năm rồi. Chào em. Em chào anh. Dạ. Nãy giờ em nghe câu chuyện bên đây rồi. Dạ. Có hai người con rồi. Em cảm thấy thế nào? Có lẽ là mỗi người có một cái duyên nợ. Ai cũng mong muốn cuộc sống mình hạnh phúc hết. Nhưng mà ví dụ nó không trọn vẹn thì không sao. Miễn là người đó luôn có ý chí cầu tiến và có nghị lực sống và hướng tới tương lai thì em nghĩ là không vấn đề gì. Dạ. Thì là được rồi. Em có mong muốn cái người chồng của mình á phải đẹp trai không? Dạ không ạ. Người đàn ông mà em thích là một người điềm tĩnh, tự tin, sống có trách nhiệm, yêu gia đình. Rồi, ok. Em không thích điều gì đàn ông? Đừng có cọc cằn, thô thiện, gia trưởng. Cái gì cũng biết là được, đừng ghiền. Không ghiền vợ được, em phải ghiền vợ chứ. Rồi, em trai, em mong muốn một người phụ nữ sẽ cùng em hết cuộc đời còn lại như thế nào? Thì cũng mong muốn cho có chương trình thì mình tìm được đúng người của mình, chân thành. Đối với gia đình, cá nhân em thì cũng muốn người để tìm được người để sống
đến với nhau được sống đến được đến đầu bạc và đến còn cuối đời còn lại của mình đã dành cho nhau, cũng mong muốn là hiểu được hoàn cảnh của em và chia sẻ cùng em trong cái cuộc sống thôi. Còn về công việc thì là em khẳng định là em tự em sắp xếp lo được. Con gái đăng ký cho bố nữa đó. Dạ. Nó được về Ninh Bình con sống gái ha. Con hả? Ôi xinh xắn và lớn. Ô, con nhiêu tuổi rồi? Dạ con tên Huyền Trang. À, năm nay con 17 tuổi á. Con đăng ký cho bố đi tìm vợ vậy con? Là do là ở nhà thì con với em con thì suốt ngày đi học, lại con thấy bố cũng vất vả. Con muốn đăng ký cho bố để tìm được người có thể tâm đầu ý hợp và chia sẻ mọi công việc với bố để bố có thể bớt vất vả đi ạ. Mấy hôm nay nôn nao không con? À, có, con cũng thức đêm con không ngủ được vì bố. Ha, con thấy cô này thế nào? À, con thấy cô cũng xinh, thấy cũng rất là hiền lành và dễ thương ạ. Sắc chứ sao luôn. Xinh xắn ha. Cô về sống chung với con thì con có yêu cầu gì cô không? Dạ nếu như mà cô về chung sống với gia đình con thì con cũng không yêu cầu gì nhiều ạ. Con chỉ cần một người luôn lo lắng và luôn chia sẻ cùng với bố, yêu thương chúng con là được ạ. Lại chúng con cũng lớn mà cũng tự lo cho bản thân mình được nên là cũng không lo gì cho chúng con là nhiều ạ. Ừ, chỉ cần lo cho bố thôi ha. Thôi các ơi thiệt tình dễ thương quá trời luôn. Còn kia là gì, bên kia là gì? Bạn. Em xin phép được chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, em xin chào khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Thắng, em sinh sống ở Ninh Bình. Em là bạn của anh Tứ Diện ạ. Chị Thu là một người rất là duyên dáng, dễ thương, hiền lành, phúc hậu. Thế thì qua đây thì em cũng mong là giữa hai chị có một cái cơ hội cho nhau để về đoàn kết, đoàn tụ và hạnh phúc ạ. Thu đi với ai vậy? Dạ. Hôm nay em đi với bác em và vợ chồng của em trai em và các người bạn rất là thân thương của em ạ. Xin kính chào hai MC, tất cả các quý vị ở khán phòng. Tôi là bác của cháu Liệu. Bác thấy thì cũng nói cháu đi ha. Chững chạc, hiền lành. Thì bác cũng chấm rồi đấy. Chấm rồi. Nhưng mà em có chấp nhận một người đàn ông đã có gia đình không? Em nghĩ là con người giữa hai người có tình cảm yêu thương nhau, gắn kết và vun đắp hạnh phúc là được. Còn đương nhiên là ở tuổi em thì để mong đợi một người độc thân như em thì chắc là rất hiếm. Đúng rồi. À, và tuổi xuân của em thì cũng nói chung là tuổi trẻ nó cũng đã qua rồi. Không, em còn trẻ lắm á. Yên tâm. Thôi mới mở rào. Mở rào đi rồi hai người tự cảm nhận nha. Mở rào. Bây giờ chúng ta cảm nhận xung quanh không có ai đi. Đây là khoảng không gian của hai bạn đó. Bắt đầu. Vâng, chào Thu. Chào Thu. Chào anh. Tiến tới đi. Chắc đứng hình luôn rồi, đứng hình luôn rồi. Chị nhìn rất thì đến chương trình thôi thì trước hết có món quà. Thì cũng mong bạn tặng những ngày gặp mặt đầu tiên. Dạ, em cảm ơn anh. Trước khi lên chương trình á thì em cũng có mơ ước là người đàn ông ấy sẽ tặng em một bó hoa màu tươi, đúng là như ý nguyện. Nhưng mà chắc số bông thì nó chưa được như vậy thôi. Nhưng mà màu hoa hồng thì đúng như ý em mong muốn. Rất là cảm ơn anh. Thực sự là mình cũng đi hết quận nhất để mình tìm. Dạ. Để mình chọn được mỗi hồng này là hồng ta thôi. Lấy 19 bông cho đủ ý nghĩa. Bản thân mình thì mình cũng đặt tâm nguyện vào bông hồng này. Dạ. Nhất thứ hai là mình cũng có món quà thứ hai mong bạn nhận cho. Là cái buổi gặp mặt đầu tiên. Anh em đi sao lại bạn vào đấy? Có quà thứ hai nữa hả? Có quà thứ hai nữa kìa. Trời ơi. Bạn quá chân thành à. Không biết là mở chỗ nào nữa. Đầy đủ luôn á. Trời ơi nhẫn nữa. Chị ơi mở chỗ nào đi. Chị mở giúp em. Trời ơi chết rồi. Con ơi, con giúp bố đi. Nhanh đi. Phấn khởi. Đấy. Ừ. Con vào đây. Giúp bố đi con. Trời ơi. Công việc của mình đang làm mà, coi như là chương trình đã ghi nhận lại nhé, cả nước đều thấy rồi nhé con đó. Nhìn cái hình ảnh này xúc động lắm nha, trong mỗi gia đình chúng ta đó còn thấy hình ảnh này xúc động lắm á. Tôi mà là con gái là tôi rụng tim nãy giờ rồi đó. Đó rồi, cảm ơn con gái. Rồi, cảm ơn gái nha. Cảm ơn con gái. Thôi gặp bạn em là hữu duyên thì cũng mong bạn cho mình theo vào để chúng mình còn gặp nhau còn tiếp theo nữa. Ôi hột to quá Linh ạ, chết dở. Em có một món quà tặng anh ạ. Cảm xúc bây giờ anh muốn cảm xúc của Thu thế nào Thu nói với.
cái cảm xúc khi được nhận quà. Đúng là đây là lần đầu tiên em được nhận một món quà giá trị như vậy. Xin cảm ơn. Và cái món quà này là một cái áo sơ mi là do chính tay em làm. Trong này có một tấm thiệp, em có ghi vài câu thơ ạ. Nếu chẳng phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau, thì Thượng Đế ơi đừng bắt con lầm tưởng. Bởi con biết khổ đau hay sung sướng là đúng sai khi nhận nửa của mình. Em đến đây mang hết tâm tình, nhờ mai mối nối tình anh đâu đó, để từ nay ta không tìm nhau nữa, về bên nhau cho hạnh phúc đong đầy. Cảm ơn em. Rồi cái áo thử em xem. Mở ra đi Thu. Dạ, áo sơ mi trắng rồi. Ghê chưa? Ba mấy? Rồi đây em cũng không biết là anh mập lắm. Anh cảm ơn rồi. Anh có thể cho em hỏi anh một câu được không ạ? Theo anh, trong hôn nhân, điều mà cả hai cần dành cho nhau là gì ạ? Cái thứ nhất dành cho nhau là phải có từ chung thủy và phải biết nhẫn nhịn lẫn nhau, thế thôi. Còn là trong cuộc sống hạnh phúc trong gia đình thì mình chỉ cần bốn chữ là ấm no hạnh phúc, thế là đủ lắm rồi. Anh có ghiền gì không ạ? Ví dụ như thuốc lá hay là rượu, bia? Thuốc là mình không hút rồi. Dạ. Còn rượu thì mỗi lần đi giao tiếp với lại khách hàng đấy thì mình cũng có uống 1-2 ly thôi. Dạ. Đấy, bia thì chắc uống được độ 1 cốc, thấy không? Anh có điều gì muốn hỏi em không? Mình... Cậu sinh năm 79 nhỉ? Dạ. Sao lại cậu với tớ rồi? Nếu mà chúng ta có cái duyên về một nhà thì bao lâu anh có thể cho em về thăm ba mẹ một lần? Cái công việc của mình là công việc tự do rồi, chứ không có phụ thuộc trong cái công việc giờ hành chính nhà nước. Dạ. Nên là mình sắp xếp công việc của gia đình mình ổn định là mình có thể thăm bất cứ lúc nào thôi. Dạ. Rồi. Cái câu mà chồng mà bao giờ cho vợ về thăm gia đình lần nó xưa lắm rồi. Bây giờ thời hiện đại rồi, đi máy bay rất là nhanh. Thì anh nghĩ rằng cái chuyện mà đi về thăm gia đình nó không khó đâu. Không phải như ngày xưa mà chỉ có mỗi cái là 5-2 năm mới cho về thăm gia đình. Anh muốn hỏi em rằng là bây giờ thì chúng mình gặp nhau ở đây là hữu duyên, nhưng mà giữa khoảng cách mình là ở ngoài Bắc mà em lại ở trong Nam trong này, cũng đang hơi phân vân về cái vấn đề rằng là em về ngoài đấy sống thì liệu em có thế nào. Anh vào sống chỗ này chắc anh không vào được, bởi vì sự nghiệp với lại công việc của anh bây giờ đang ấn định ngoài đấy cả rồi. Cuộc sống mà phía trước còn nhiều điều mới, cũng không biết chắc là như thế nào. Nhưng mà em nghĩ thì ở đâu, miễn là nơi đó công việc mình phát triển tốt, miễn là nơi đó có một bờ vai yêu thương chia sẻ cùng mình là được. Chỉ là anh đừng để em mà khi mà ra làm dâu nơi xa xôi mà anh còn giống như anh để em bơ vơ, thì điều đó mới là làm em lo lắng thôi. Đúng rồi. Cô Thu này cũng hay quá trời hay rồi. Thật sự. Theo anh nói là gì? Theo chị bây giờ gì bước tới đi. Nắm tay Thu nào, tí xíu. Nắm hai tay luôn. Nắm hai tay, tay bên kia luôn. Nắm hai tay nhìn thẳng vào nhau. Gặp được em ở đây thì... anh cũng mong muốn rằng là thôi mình cứ cho nhau cơ hội. Anh cũng sống mình cũng lâu rồi. Hiện nay gặp được em thì anh nghĩ rằng thì thôi mình gặp nhau duyên đây nó là hữu duyên rồi. Thì gặp được nhau đây thì anh cảm nhận em là cũng được. Nên là anh... Được là được như thế nào? Anh cảm nhận như thế nào? Thực sự anh cứ là trong sân khấu thì thời gian nó cũng hơi ngắn. Cho mình thời gian hơi ngắn. Thì là anh mới gặp em thì anh cũng cảm thấy mến em. Em có thể tặng anh một bài hát được không ạ? Được. Đó, anh nắm tay, cứ nắm tay. Nắm tay thế mà hát. Em cứ hát cho thoải mái đi. Thuyền xa sông, thuyền tìm xa biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa. Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày anh đi bỏ mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Hai bạn để tay vào nút bấm. Nếu cảm nhận thích và rung động, chúng ta bấm nút nha. Nào, 1, 2, 3. Hết thời gian. Hay quá. Bây giờ hai người bấm nút rồi, mình mới nói nha. Trước khi lên đây đó, chị chưa có muốn tặng món quà thứ hai đâu.
khi nào gặp người đó mới quyết định tặng món quà đúng thứ rồi. Hai. Đúng rồi, cái tim của và mình khi nói chuyện thì mới tặng món quà thứ hai, bởi tặng món quà thứ hai là chúng ta đã trao nhau cái cảm xúc đầu tiên và chúng ta hy vọng cái điều đó kéo rào ra tặng món quà thứ hai luôn rồi, biết cảm xúc của gì thế nào. Rồi bây giờ ta làm nhanh cái động tác, ta phải hôn vào má cái. Ôi giời ơi. Xin phép gia đình gái, xin phép em. Ninh Bình đẹp lắm em ơi. Nắm tay nhau, nắm tay nhau. Mày áo dài Ninh Bình ok Bình lắm nha. Ninh Bình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Nếu mà nói mối tình thì con chưa trải qua mối tình nào. Dạ, là con có thích thích, hoặc là cũng có một số người thích nhưng mà con không thích. Dạ vâng, điểm mạnh của con là con không hút thuốc ạ. Con không gia trưởng, có tinh thần quyết tâm quyết đoán trong công việc cũng như là cuộc sống. Con có một lối sống tình cảm, đặc biệt là tình cảm với gia đình ạ. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Bạn gái bên hàng rào, bạn trai bên hàng rào bên đây, mình nói lớn lên để chúng ta cảm nhận về giọng nói đầu tiên nha. Mời nhà trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh ạ, chào cô Hồng Vân. Chào con. Chào bạn gái bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong phim trường hôm nay. Con tên là Phạm Tiến Đạt, năm nay con 27 tuổi. Con đang sinh sống ở huyện Bình Chánh và làm việc ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, công việc của con là kỹ sư điện ạ. Còn con, mình giới thiệu nè. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Dương Thị Thu Hương, 27 tuổi. Nghề nghiệp của con là điều dưỡng, hiện con đang làm việc ở bệnh viện 175 ạ. Rồi, nhà gái cho nhà trai biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, thưa chú Huyền Linh và bạn trai thì điểm mạnh là con có thể trò chuyện và lắng nghe, chia sẻ được với nhiều người, sống giản dị và tình cảm ạ. Con hơi bị nhút nhát và sống hơi cạn bã và người điều dưỡng được rất là trân trọng. Những người điều dưỡng đó không có bà con thân thích gì với bệnh nhân nhưng họ chăm sóc người bệnh nhân như là người thân như thế. Chính vì thế nên mà chú Huyền Linh đó rất là yêu quý và trân trọng những cái người làm điều dưỡng đó nha. Dạ. Mà thực ra cái người điều dưỡng bên tôi đây là cực kỳ cưng luôn nè. Xinh xắn vậy đó hả? Con có mấy mối tình rồi? Nếu mà nói mối tình thì con chưa trải qua mối tình nào. Dạ, là con có thích thích, hoặc là cũng có một số người thích nhưng mà con không thích. Dạ. Tức là con chắc cái công việc của con nó cũng chiếm nhiều thời gian quá. Dạ. Đúng không? Cũng có thời gian để mà hẹn hò luôn. Dạ, thực sự nhưng... là môi trường bệnh viện nó cũng khá là áp lực ạ. Đây, sao nè thợ điện. Điểm mạnh điểm yếu mình gì? Dạ vâng, điểm mạnh của con là con không hút thuốc ạ. Con không gia trưởng, mà có tinh thần quyết tâm quyết đoán trong công việc cũng như là cuộc sống. Con có một lối sống tình cảm, đặc biệt là tình cảm với gia đình ạ. Ngoài ra con còn thích chơi cầu lông và đi du lịch. Còn điểm yếu của con thì con nấu ăn không được ngon. Nhưng mà con biết rửa chén và lau nhà. Trời ơi, giỏi em, lau đi rửa chén lau nhà luôn. Dạ, con hát thì cũng không được hay, đâm ra con cũng không hay hát ạ. Kể hát đại đi con. Dạ, con, chào ngoài, dạ, con chào cô ạ. Ngoài ra con còn hay ngủ trễ nữa. Nhưng mà bên đây con nấu ăn được không con? Dạ con nấu ăn không ngon nhưng mà kiểu con có thể nấu những món cơ bản được. Nhìn á, thiệt, cái này là ấy nha, nhìn hai đứa có cái nét phu thê khủng khiếp luôn. Cảm ơn cô. Nó nghiêm túc luôn á, ông qua ông coi thử đi. Phu thê hả? Đây. Đâu, chưa có người yêu hả? Dạ con chào chú. Rồi chào con gái, điều dưỡng hả? Sáng dễ thương không? Ấy, vợ điều dưỡng đó là phải hy sinh cá nhân của mình. Bởi vì á, đôi khi vợ mình phải chăm sóc người khác á, chăm sóc suốt ngày suốt đêm luôn á, ít có chăm sóc mình đó, con thấy như sao? Dạ, cái đấy thì con cũng thấy không sao ạ. Vậy thì điều dưỡng là mình chăm sóc cho người bệnh, đấy là một nghề tốt ạ. Đúng rồi, một nghĩa cử cao đẹp đó con. Còn con, con có mấy mối tình rồi? Con đã từng trải qua một mối tình ạ. Từng trải qua một mối tình rồi. Khoảng nửa 6 tháng cô ạ. Cách đây khoảng hơn 1 năm rồi cô ạ. Lý do gì chia tay con? Lý do là bạn đó không cùng quan điểm tôn giáo với con. Con là theo đạo Công giáo ạ. Con sao? Dạ, theo con thì con không có quan trọng về đạo hoặc tôn giáo nào, mà quan trọng là hai người hợp nhau thì sẽ từ từ chia sẻ những cái vấn đề sau. Nhưng mà con có đạo không? Dạ, con không có đạo. Vậy không thì quan cũng trọng sao? Giờ không nữa giờ học đạo lý đúng sao? Rồi, đúng rồi. Không, không sao. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, con muốn một bạn nữ là cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ, thì cũng có một lối sống tình cảm giống như con vậy ạ. Kia là tình cảm đó. Dạ vâng, làm nghề điều dưỡng thì đúng con rồi, chắc cô có thể khẳng định với con cái mẫu người mà con nghĩ trong đầu á, thì bên đây phải là 99.9%. Rồi con. Dạ. Con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, con muốn tìm một người người thương là có cái tình cảm, có trách nhiệm, hiếu nghĩa, trung thủy và biết chia sẻ, biết quan tâm luôn. Ông là... trai rất hiền nha, rất là dễ thương, có phúc hậu ha.
nói chung á. Mà có thấy phu thê không? Được á. Hỏi gia đình hỏi đi. Gia đình đi. Ừ. Con đi với ai vậy con? Dạ con đi với bác ruột của con. À. Dạ. À, xin chào MC Hồng Vân, xin chào MC Quyền Linh, chào cháu trai. Chào cô. Cháu tên là Đạt phải không? Dạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Thế thì cháu Hương thì cháu là một người sống rất là tình cảm, có trách nhiệm, thuộc tiếp người phụ nữ truyền thống. Thế còn về phía cháu trai bên này thì bác thấy là cũng có cái nét là hiền hòa, sống bác cũng có tình cảm. Thế thì bác cũng mong muốn là hai cháu trao cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn chị. Con đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình con đi với lại dì của con ạ và hai người em nữa. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn gái cùng chơi. Chào bên nhà gái ạ, cùng tất cả các vị khán giả. Em xin nhận xét về một chút về bạn gái. Dì thấy là bạn ấy được đấy con ạ. Rất là hiền với lại những cái mà con đưa ra là dì thấy bạn rất được, nhìn dễ thương. Con nói về một chút về Đạt á. Đạt là một người sống rất tình cảm, rất có trách nhiệm với gia đình, kính trên nhường dưới, cũng rất là ngoan. Gọi là chỉ thích đam mê chơi thể thao á, là chơi cầu lông thôi. Thì dì cũng hy vọng là cả hai đều cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu và là tiến xa hơn. Dạ, rồi, xin cảm ơn dì. Cảm ơn dì. Thôi mở rào thôi. Mở rào. Rồi tới luôn Đạt. Chào em. Dạ chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ rồi em cảm ơn ạ. Dạ. Ủa sao con lại tặng con heo vậy Đạt? Dạ con thấy con heo này dễ thương. Vậy hả? Dạ. Dạ đến chương trình thì em cũng có món quà tặng anh ạ. Dạ anh có thể mở nó này. Dạ. Đây là một quyển sách. Dạ. À, đây là cuốn sách mà em rất là thích. À, có tựa đề là Chiến binh cầu vồng, kể về 10 bạn trẻ ở một ngôi trường nhỏ bé trên đất nước Indonesia đã cùng đấu tranh bảo vệ ngôi trường của mình và đấu tranh cho cái quyền học tập. Thì đây đối với em là một cuốn sách truyền cảm hứng và có nhiều nghị lực. Thì hy vọng là anh sẽ thích nó. Ok dạ. Em cảm ơn, anh sẽ đọc và trân trọng cuốn sách này. Dạ. Sao Đạt con thấy sao? Ngay từ khi gặp em thì anh đã thấy nụ cười em rất là dễ thương, rất dạ. xinh xắn. Trong cái suy nghĩ của con là bao nhiêu phần trăm? À là cũng phải trên 99% rồi cô ạ. Đó, đúng dạ. rồi. Đúng là một tướng phu thê. Về quan điểm tình yêu của anh là biết chung thủy và không lừa dối. Cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ. Đặc biệt quan trọng nhất là cùng nhau mà chịu được những cái khuyết điểm của nhau ấy. Thì theo em thì như thế nào? Dạ thì em cũng hy vọng là công việc của em nó khá vất vả thì anh có thể chia sẻ được. Gặp anh ngày hôm nay thì em thấy rất là vui. Do là... kiểu em cũng hay bị xúc động. Dạ, bị dời á nên là em thấy là cảm ơn anh vì đã tới ngày hôm nay. Hương thấy Đạt thế nào mà cảm động thế? Dạ con dễ bị xúc động. Một cô gái rất là dễ xúc động ha. Dạ. Như công rồi, việc bây giờ. Công việc của em thì là có hay làm đêm không? Dạ có. Đạt ơi. Dạ. Là anh cầm cái giấy anh chậm nước mắt cho Hương đi. Thử thế nào. Chậm hết nước mắt nha, rồi nói chuyện tiếp nha. Nó bị lem chỗ nào đó, con bôi chỗ đó, con chùi chỗ đó. Con nào nước mắt hẳn chùi, đừng có chùi chỗ khác, bay phân son của người ta. Tức là một tháng là mình làm đêm như thế nào? Thường là sẽ có lịch trực thì tuần trực 1 đến 2 buổi. À trực đêm thì hiện tại là khoa em là em sẽ trực 24 giờ, là ngày hôm sau được nghỉ. Hương làm vậy. Khoa nào vậy? Dạ, con làm khoa nội thần kinh ạ. Khoa đó là cũng nhức nhơ đầu lắm á. Nhức đầu chứ. Công việc của anh là kỹ sư điện này, thì anh làm trong văn phòng thôi. Anh chỉ làm giờ hành chính, làm đến 4 rưỡi chiều là anh nghỉ rồi. Thì thường thường trước anh chưa có người yêu thì anh mỗi lần làm xong thì anh đi chơi cầu lông. Là chơi đến khoảng 6 rưỡi 7 giờ là anh về nhà. Hồi nãy anh cũng có chia sẻ là điểm yếu của anh là hay ngủ trễ. Tại vì cái công việc của anh là mình cần cái sự mà tập trung cao độ nhất đi. Cái thời gian mà tối trễ 11, 12 giờ, cái lúc đấy nó yên tĩnh thì nó phù hợp hơn với cái sự tập trung của công việc của anh. Yeah. Còn về cái công việc của em thì một tuần 2 đến 3 buổi làm đêm thì còn những cái ngày kia thì cũng làm giờ hành chính thôi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ờ, thì mình cái này thì mình có thể hẹn hò được. Dạ, đúng rồi. Bên em là không có lễ Tết là mình cứ trực. À, dạ, dạ. Đạt hỏi nhà em có điện chỗ nào hư không? Về phần điện đóm thì là đối với anh thì là chuyện nhỏ rồi. Cái gì anh cũng thể làm được trong ngành điện. Dạ. Rồi bây giờ Đạt tiến tới hai tay nắm với tay Hương ha. Rồi nói những cảm xúc của mình, mong muốn điều gì. Hương đang rất là xúc động đó Đạt. Nắm hai tay luôn. Nhìn mặn thẳng vào mắt Hương đi nào. Đến với chương trình này thì anh cũng chuẩn bị một câu thơ nào đó để tặng cho em. Chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạ, một thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêu.
Sao tim anh cứ ngập ngừng rất lạ. Em là ai, hỡi bóng dáng yêu kiều. Em à, đến với chương trình này thì anh là một người đàn ông chân thành. Anh sẽ cố gắng hết sức để cho em có được một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Đến với chương trình này anh cũng mong rằng hai chúng ta cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau. Và mong rằng hai bên gia đình cũng ủng hộ cái tình yêu của chúng ta. Và mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ có một cái kết đẹp. Em nhé. Chà rồi, em cảm ơn ạ. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Bây giờ hai trẻ để tay vào nút bấm đi. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Như vậy họ đã kiểm tra lại con tim của mình rồi. Thật sự họ đã có một chút rung động và họ đã bấm nút. Chúc mừng hai đứa nha. Nửa cái hôn đầu tiên. Xin phép bác. Dạ. Giờ con xin phép bác cho con hôn lên má em Hương để thể hiện tình cảm của con dành cho em Hương bây giờ cũng như là mãi sau này ạ. Tuyệt trời rồi. Ơi. Trời. Em cũng trải qua 20 tình. Nhưng mà em sống với người đó được 8 năm. Nhưng mà em có 3 đứa con. Lớn nhất 12 tuổi rồi, học lớp 6 rồi. Nhỏ nhất học lớp 1, 7 tuổi. Trời ơi. Con là hiện đang là sinh viên em. Con có 2 baby rồi. Bé lớn con hiện tại là 10 tuổi. Bé nhỏ là 5 tuổi rồi. Rồi với mẹ luôn. Dạ ơi với mẹ luôn. Mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi mình giới thiệu về bản thân mình chút xíu đi cưng. Trước tiên thì con xin được phép chào cô Hồng Vân và chào chú Huyền Linh và chào bạn trai bên kia cùng với toàn thể tất cả những ông bà cũng như là quý khán giả anh chị em có mặt ở trong phim trường ngày hôm nay. Và thì con cũng xin tự giới thiệu về mình thì con tên là Nguyễn Thị Thu Hiền, con đến từ Tây Ninh. Năm nay thì con 31 tuổi. Và con đến với chương trình này thì con hy vọng tìm được một nửa yêu thương của cuộc đời mình. Tại vì số con lận đận quá. Mong ngày hôm nay thì sẽ được may mắn. Dạ, con làm nghề gì nè? Hiện tại thì con đang là một MC, một ca sĩ. Nói chung là hoạt động nghệ thuật tự do. Và con kinh doanh bất động sản, lại con kinh doanh online nữa. Giỏi như vậy luôn á hả? Rồi mời nhà trai. Dạ em xin chào anh Đường Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và khán giả trong trường quay hôm nay. Em là Võ Anh Buôn, em nay 31 tuổi, ở Đắk Lắk. Em hiện tại sống làm ở Bình Dương. Em là nhân viên lái xe năng ở công ty. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ điểm mạnh em thì nhiều lắm. Ví dụ? Rất là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nói chung là em muốn có một cái cuộc gia đình là số 1. Em muốn chăm sóc gia đình và một người em yêu thương là lúc nào cũng chung thủy với một người đó. Không chơi bời, không hút thuốc, không gãy gú. Điểm quá mạnh. Điểm yếu của em là ăn thịt gà mà em không ăn da. Và không ăn thịt mỡ. Dạ. Với tính hơi nóng nhưng mà nói chung là cũng dễ chịu một tí là vì nói nóng đó nhưng mà là người đó. Không có vậy như mọi người mà nóng đó rồi là đùm 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 cầm cầm lên là xong. Có hay khóc mình không? Cái đó là có vì nhiều lúc cũng tuổi thân cũng có. Hay tuổi thân khóc mình á. Dạ. Rồi nhìn biết rồi. Mắt dạ. Ướt kìa hay tuổi thân khóc mình. Ồ vậy luôn á hả? Còn mình Linh thì sao? Hay tuổi thân khóc mình. Con nói về cái điểm mạnh yếu của mình đi. Dạ cái điểm mạnh của con thì tuy con là nữ nhưng mà việc gì con cũng làm được hết. Kể cả con sửa điện hay là cái gì cũng làm được hết luôn. Cái điểm yếu của con thì con rất là sợ đĩa. Và con sợ đau. Đánh con đau quá là con sợ lắm. Thì con không thích cái điều đó. Bị ai quánh chưa mà sao sợ quánh như vậy? Con nghĩ không ai dám đánh con đâu. Nhiều lúc thì con vô tình cái làm cái việc gì đó mà trúng con nó đau, con hơi cọc á. Em con biết được cái tính mình như thế nên con kiềm chế và con né. Tránh được cái điều đó thì càng tốt. Con em si. Này chứ không ai đánh nổi đâu. Em si lanh quá trời đất mà. Mới khẳng định đó, không ai đánh nổi con hết. Đúng rồi, nghe là tôi biết, tôi qua đây liền à. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con muốn tìm một nửa yêu thương của con là không có kép kiệt nè, không có
tính đàn bà. Tại vì người đàn ông mà có cái tính đàn bà đó rất là khó sống, cái gì cũng nói lắc nhắc để ý rồi ghi nhúc trong bụng khó chịu lắm. Con thích một người là biết trên biết dưới, biết cha mẹ ông bà cha mẹ, biết yêu thương con nít. Vậy mình có mấy mối tình rồi? Thì thực sự đó thì con là hiện đang là single mom. Con có hai baby rồi. Hai bé rồi. Dạ, hai bé trai. Lớn là nhiêu? Con thì lúc trước thì con lập gia đình cũng hơi sớm, bé lớn con hiện tại là 10 tuổi. Ồ. Bé nhỏ thì 5 tuổi rồi. Rồi ở với mẹ luôn? Dạ, ở với mẹ luôn. Vậy mình nuôi con luôn? Dạ. Vất vả nha. Dạ. Mình chia tay với ông xã lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi. Thì con bao chia tay rồi? Chất ra thì chia tay với ông xã thì lúc trước thì chia tay với ông xã là lúc bé lớn. Nhưng mà tại vì lúc đó con cũng còn nhỏ tuổi, là cái suy nghĩ nó có hơn, nó cũng bồng bột và nó còn hơi có một chút mềm yếu, nên cứ dây dưa với ông xã miết thôi. Thì hiện nay là đã chấm dứt hẳn luôn là 4 năm. 4 năm rồi. Dạ. Rồi. Em nghe bên kia nói đường tình duyên vậy rồi, mình nói đi, mình đường tình duyên mình thế nào? Thì em chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Dạ. Em cũng trải qua 2 mối tình. Một mối tình là cũng là trải qua một quá khứ rồi. Nay được 4 năm rồi. Nhưng mà em sống với người đó được 8 năm. Nhưng mà em có ba đứa con. Ồ. Giờ ba đứa con ở với ai? Giờ với em hết. Lớn nhất ở với em hết luôn hả? Dạ. Lớn nhất 12 tuổi rồi, học lớp 6 rồi. Nhỏ nhất học lớp 1, 7 tuổi. Trời ơi. Ba đứa nhỏ ở với em đông rồi. Ai giữ nhỏ? Ở với ba mẹ người quê. Quê ở đâu? Ở Đắk Lắk anh. Giờ đi là lúc thằng con nhỏ là còn chút xíu rồi, mới biết đi chừng. Nó đi này lâu rồi. Rồi hai đứa không sống với nhau là 4 năm. Bố mẹ của em chắc còn trẻ đúng không? Dạ, bố mẹ con 50 tuổi. À đó thì chắc là nuôi cháu vẫn còn rất là tốt. Rồi bây giờ mình cố gắng làm sao đó mà mốt mình lo cho con này kia rồi con dễ với mình luôn ha. Em trai ha. Dạ, nói chung là em rất là chịu khó. Nói chung là ham làm lắm. Làm lo cho con cái là chính. Còn đúng rồi. Bây giờ em chỉ nói chung là em cũng thật tình là em lên đây cũng mong muốn kiếm được một người vợ biết hiểu thương nhau và sống chung thủy với nhau, mà lo cho con cái và không có lên nhanh, không có mà phải sai đổi như vậy. Em chỉ mong muốn như vậy thôi đúng không? Rồi em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thì sống chung thủy với vợ, với chồng, với con, biết lo làm ăn, biết thương cha mẹ. Và mà phải có trí thú lo làm ăn là được. Rồi em thì sao? Đối với con thì con cũng như vậy. Thì con cũng đến đây cũng mong muốn tìm được một người thì biết yêu thương, biết hiểu, thông cảm và sẻ chia. Và nhất là về cái công việc của con. Thật sự mà nói thì ngày hôm nay thì đến đây thì con mặc như thế này là rất là bánh bèo rồi. Thì cái công việc của con thì con hơi có một chút cá tính trong công việc. Con cá tính là chỉ là do cái tính chất công việc thôi. Nhiều khi con mặc đồ cũng rất là sexy. Nhưng mà cái đó là sau khi cái công việc của con lại về nhà con cũng bánh bèo như thế này. Đó. Bởi vậy nhiều khi thì con sợ nếu như những cái bạn trai khác á, người ta thấy con như thế á, thì người ta gọi là thích hình thức bên ngoài thôi. Trong cái giai đoạn đầu mà khi người ta tiếp xúc thì người ta biết cái tính chất công việc như vậy, người ta nói là con là không đàng hoàng này kia nọ, con không thích điều như thế. Con cần một người là hiểu, không có ghen tuông. Đó, phải hiểu cho công việc của con và thông cảm được công việc của con. Quan trọng là con đối với cái người đó như thế nào thôi, chứ đừng có nhìn thấy là con đối với những cái khách hay là kia đâu trong công việc của con. Hôm nay đi với ai? Và ngày hôm nay thì con đi với mẹ, thì con còn có mình mẹ thôi. Và lại một em trai nuôi rồi một anh trai cũng ở gần nhà. Rồi mời mẹ, mời đại diện nhà gái. Chào chị Hồng Vân với anh Quỳnh Linh. Hôm nay thì ngày của hai cháu nó thật sự là mình giờ cũng lớn tuổi rồi. Giờ hai ốm đau bệnh hoạn ít có đi. Nhưng mà giờ đưa con đến đây thì để cho tìm hiểu biết trong cái việc mà tương lai của nó. Nếu thật sự con có chấp nhận yêu thương nó, giúp đỡ nó thì coi như ráng hoàn thành cái nghĩa vụ của mình là chồng. Nếu được thì giờ tôi cũng rất mừng cho hai đứa. Cho nên là cầu chúc anh chị cũng ráng giúp đỡ cho cháu như thế nào được hoàn cảnh. Nó giống luôn chạy cho tôi cũng rất mừng và cảm ơn anh chị. Con cô rất là bản lĩnh đó, cô gái rất là bản lĩnh luôn đó. Rồi em trai đi với ai? Chị em đi với ba em. Rồi chào chú. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh. Em từ Đắk Lắk trở về đây để tham dự với buổi tối nay hai con, hai cháu. Nhà mình cảnh là mấy người con chú? Bốn người. Dạ. Buôn là thứ mấy? Dạ, đứa cỡ đầu á. Cỡ đầu hả? Dạ. Rồi giờ nuôi ba đứa cháu luôn đó hả? Ba đứa cháu. Trời ơi, hy vọng rằng nay mình sẽ có người gọi là cùng đồng hành với con trai mình ha.
Dạ. Tôi thấy cô gái bên kia thì sao? Dạ, nói chung là thấy hai đứa cũng thấy cũng đẹp đôi, cũng xứng đôi vô lứa. Dạ. Thôi nói chung là không biết là nói không biết nhiều. Dạ, cảm ơn chú. Ba cũng xúc động. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai em gặp mặt ra, rồi cứ tâm sự chia sẻ với nhau nha. Mở rào. Bắt đầu đi buôn. Chào em. Hoa để tí nữa. Giờ em cạnh cái này trước. Người tới chương trình anh có gì anh có món quà nhỏ nhỏ tặng cho em. Đó là chiếc đồng hồ. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Đeo vô luôn. Buôn tặng đồng hồ là có ý nghĩa gì vậy luôn? Ý nghĩa đồng hồ này là cái thời gian nó quay này là nói chung là lúc nào cái thời gian này cũng là em ở bên cạnh của em. Xin cảm ơn đi. Hơi rộng tí. Dạ không sao, em cảm ơn anh. Để em cũng có món quà để gửi tặng anh. Cái này là một cái cây. Nó tượng trưng cho cái tình cảm hoặc là cái tình yêu. Mặc dù tình yêu hoặc là tình bạn giữa em và anh nó sau này có như thế nào, có thành đôi hay không đi chăng nữa, thì nó giống như cái cây mà chúng ta tưới nước á, thì nó sẽ tốt mãi và nó lớn, nó vươn cao, nó to lớn. Thì giống như tình cảm giữa em và anh á, nếu như chúng ta chịu khó vun đắp á, thì nó sẽ càng phát triển, nó bền vững hơn. Và đây em gửi tặng anh. Bây giờ hai bạn trò chuyện với nhau đi. Lần đầu tiên gặp mặt cảm nhận với nhau thế nào? Lần đầu tiên thấy anh như thế nào? Em thấy anh thì có một chút gì đó hơi gọi là hơi buồn ở trong lòng thôi, một đúng không ạ? Không, nói chung là không phải là buồn, nhưng mà anh nhưng mà lần đầu tiên mình chung sống nó hơi nhút nhát một tí thôi, không có buồn cái gì hết. Thì tổng thể thì em thấy anh thì dễ nhìn, khá là đẹp trai. Cảm ơn em. Dạ. Thì anh cũng cảm nhận em là con người cũng anh nói cũng dịu dàng, cũng dễ thương. Thì nói chung là anh cũng bị lỡ làm một chuyến đò, nên anh cũng mong muốn là ngày hôm nay anh gặp được em là một người cho anh một cơ hội để mà đến với nhau, mà để mình vun đắp với nhau mà đi đến tương lai. À, dạ. Cái lúc đầu nãy thì em nghe có nghe nói là quên ở Đắk Lắk. Đúng rồi. Anh làm ở Bình Dương, hiện tại là anh làm anh ở trọ đó hay là ở bây trọ. Giờ là nhà ở trọ. À, nếu như em với anh đến với nhau đúng không? Thì anh có 3 đứa con và em có 2 đứa con, thì anh cảm thấy anh kham nổi hay không? Cái điều đó thì anh cũng biết, anh cũng suy nghĩ, nhưng mà bây giờ anh nói em là vấn đề đó, mình yêu thương nhau, mình vun đắp nhau thì mình sẽ lo lắng nhau được, thì những điều đó nó sẽ vượt qua được. Thì chắc chắn là nếu như mình chấp nhận vì nhau thì những cái đó là không gọi là cái khó khăn. Đúng rồi đó. Thôi mình đứng lên cùng tiến về nhau, và mọi người hát một đoạn nào tặng nhau ha. Nói hát với em hát không được. Rồi cứ tới thì bạn nữ sẽ hát cho em nghe. Hai người nắm tay nhau nhìn thẳng vào nhau. Rồi bạn nữ có thể hát trước. Con gửi đến tất cả những quý khán giả, như là cô chú anh chị em có mặt trong trường quay cùng với chú Huyền Linh và cô Hồng Vân, một ca khúc thì cũng khá là quen thuộc, một sáng tác của tác giả Nguyễn Văn Trung, Cầu Vồng Sau Mưa. Con hát một đoạn nha. Đứng giữa con đường mưa, em vô tình như một nụ cười. Đứng giữa con đường mưa, em vô tình như một vòng tay. Nhưng rồi em tìm thấy những nụ cười cho em niềm vui. Tạm biệt nhé những nỗi đau ơi, tạm biệt nhé nỗi nhớ không rời. Vì có anh em chỉ cần một vòng tay anh ôm lấy em, để ngày mai em biết điều hơn, niềm hạnh phúc mới đến dịu em. Cảm ơn anh vì đã cho em một tình yêu. Anh không có hát được nhưng mà em nhắm mắt lại. Dạ. Em nhắm mắt lại đi. Anh Bùi Linh đến với em nha. 1 2 3. Mở mắt ra. Hôm nay là đến chương trình này anh chỉ có đó Hồng.
anh tặng cho em. Một bó hoa hồng này là tượng trưng cho cái tình thương của anh và em, lúc nào cũng màu hồng, lúc nào cũng mãi mãi bên nhau. Dạ, em cũng cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên có một người con trai mà quỳ gối và tặng em một cái đó hoa, thật là xinh như thế này. Và em rất là hạnh phúc luôn ạ. Và em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và cũng là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho con và anh đã có duyên gặp nhau ở đây. Và em cũng xin gửi lại anh một cái câu nói là chúng ta gặp nhau ở đây là duyên phận, và chúng ta có bấm nút hay không cũng là duyên phận. Và em hy vọng điều đó anh chắc chắn sẽ xảy ra. Anh sẽ bấm nút trước em. Yeah. Rồi, chúng ta trở về ghế. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định, và quyết định bằng cả trái tim của mình nha. Suy nghĩ cho kỹ, nếu đúng bấm ngay, không cần đếm thì không cần bấm. 1 bấm đi. 2 bấm đi. 3 hết thời gian. Hết hồn từ nút hư. Lãng mạn quá mà sao không bấm được. Con bấm liên tục, con bấm hoài luôn. Bấm 4 cái luôn rồi nè. Ừ, bởi vậy mới nút hư đó. Bấm qua nó mát luôn. Rồi bây giờ Bun ơi, Bun xin phép mẹ hung bạn Hiền gái đi Bun. À, con xin phép bác cho con hung Hiền một nụ hôn. Đó, hãy nắm tay nhau, đừng rời xa nhau. Đây là những món quà dành cho các bạn, gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, cơ sở tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Với hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực, thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, dạ. Con xin chân thành cảm ơn chương trình ạ. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Em có mấy mối tình rồi? Khoảng 3 mối tình. Mối thứ nhất bao lâu? Khoảng vài tháng. Mối thứ hai? Dạ cũng như vậy thôi. Mối thứ ba? Cũng vậy ạ. Vậy yêu làm gì? Con trải qua 3 mối tình và một mối tình hồi học sinh. Lâu nhất là bao lâu? Dạ lâu nhất là khoảng 2 năm. Nhanh nhất? Dạ là 8 tháng. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Nhà gái mình giới thiệu về bản thân mình chút đi. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Hồng Linh, chào bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Ngọc Minh Trang, 27 tuổi. Con đến từ Đồng Nai. Nghề nghiệp của con là kế toán, nhưng hiện tại thì con đang trong giai đoạn thay đổi công việc nên con chưa đi làm. Mà giờ con đang ở đâu? Ở Đồng Nai hay là ở Thành phố Hồ Chí Minh? Dạ hiện tại thì con đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. À vậy đó hả? Ừ. Rồi mời nhà trai. Em xin kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Vũ Đại Dương. Em năm nay là 36 tuổi. Vũ Đại Dương. Dạ. Yeah. Tên hoành tráng nha. Em thì là người là kinh doanh tự do, dạy nhạc rồi cho thiếu nhi, là dạy cầu lông nữa. Dạy nhạc, dạy cầu lông. Em nói cho đàn gái biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là thích thể thao rồi âm nhạc. Còn điểm yếu của em thì đôi lúc thì em cũng hơi vội vàng và cũng hơi nóng sinh tính một chút. Yeah. Rồi còn mình thì sao?
Điểm mạnh của con là biết lắng nghe, dễ cảm thông cho người khác và ít nổi nóng. Còn điểm yếu của con là ca hát và nấu ăn. Vô karaoke ít khi rất biết hát. Rồi có biết nấu ăn không? Dạ, nấu ăn thì con chỉ nấu được những món đơn giản. Đó là điểm. Anh trai có biết nấu ăn không? Dạ em biết. Biết nấu ăn. Tình yêu là sự bổ trợ cho nhau đó. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Khoảng 3 mối tình. 3 mối tình. Nó kéo dài không em trai? Dạ nó thì cũng không thể kéo dài được lâu. Mối thứ nhất bao lâu? Khoảng vài tháng. Mối thứ hai? Dạ cũng như vậy thôi. Mối thứ ba? Cũng vậy ạ. Vậy yêu làm gì? Yêu nhanh quá. Thôi thôi chứ đó cũng chỉ chắc là những mối tình thoáng qua thôi đúng không? Dạ. Chưa có sâu sắc lắm. Dạ. Rồi con bên mình nè, mình mấy mối tình rồi con? Dạ. Con trải qua 3 mối tình và 1 mối tình hồi học sinh. Chưa kịp nắm tay đã chia tay. Ê, học sinh bỏ đi và 3 mối tình dạ. Này dạ. Là lâu nhất là bao lâu? Dạ lâu nhất là khoảng 2 năm. Còn nhanh nhất? Dạ là 8 tháng. 8 tháng? Dạ. Lý do chia tay? Dạ mối tình gần đây nhất thì con không biết. Dạ tại tự đến tự đi vậy đó. Dạ đúng. Coi như bạn kia cũng có kinh nghiệm về yêu, tức là 2 năm ha. Thôi mình bỏ qua. Bây giờ chúng ta sẽ chăm chút mối tình này nha. Đúng là mình có duyên nợ sao ha. Yeah. Bây giờ bạn gái cho chúng tôi biết rằng bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào. Em thích mẫu người con trai đồng tính một chút. Dạ. Bên đây hơi bị đầm á. Dạ. Đôi khi đầm quá luôn á. Trưởng thành, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Được mấy phần trăm em trai? Em cũng có thể là đủ. Cái có thể là đủ. Dạ. Bạn bên đây đầm tính với em nói chuyện rất là nhỏ nhẹ luôn đó. Còn em trai thì em muốn người phụ nữ thế nào? Dạ, em thích một người phụ nữ vui vẻ, thoải mái. Giống như bạn đó là giọng nói dễ nghe rồi. Dễ nghe hả? Dạ rồi. Còn gì nữa không? Thông thả rồi, nói chung dễ thương rồi. Có duyên rồi. Có rụt rè quá không? Dạ, em cũng không biết là có rụt không. Có một người đàn ông nào mà thích em không? Có người đàn ông thích. Có bao giờ em thích đàn ông không? Dạ không, em không thích đàn ông. Có bao giờ em bị đàn ông hung chưa? Dạ có. Có rồi luôn hả? Dạ. Có bao giờ em quen một người đàn ông nào chưa? Không có, bị xa ngã. Nhưng mà bị hung rồi đó. Dạ. Nhưng mà em không thích, em chỉ thích phụ nữ thôi. À. Dạ. Chào em. Nha. Dạ, em chào chị. Đôi khi dịu dàng trầm lắng là đàn ông đã hung em rồi. Dạ, dạ, đúng thật sự. Ông Mai, ông khui cái vụ đó ra là chị cũng bị hơi là hơi tò mò chút xíu á. Dạ. Lúc bị hung vậy em có biết không? Dạ không, lúc đấy thì tại mình bất ngờ quá. Mất hồn mất vía luôn đúng dạ, không? Dạ mất hồn mất vía là cũng sợ. Sợ. Dạ cảm giác là sợ. Thì đến hôm sau đó là tránh. Né luôn, lần đó là lần duy nhất đúng không? Dạ một lần duy nhất. Em có cảm nhận là thôi chết rồi, như đây là một nửa của mình không? Dạ cũng có thể ạ. Có cái dòng điện đó đúng không? Dạ. Làm gì rồi, bà mối bà nói lòng vòng rồi. Cảm nhận dòng điện gì. Tôi thì cái cách tôi nói cho ông biết không đó. Phải tại vì hồi nãy ông khui ra cái vụ mà bị đàn ông hung một cái là nhà gái bên tôi này nè đó, ánh mắt mà lạc hồn như vậy luôn, nên tôi phải ấp qua đây liền để tôi xác nhận rằng là cái đó là gọi là tai bay dạ gió thôi. Ừ. Chứ không phải là người ta cố tình ta chủ động. Đừng có nói phụ nữ là bị hung lén, đàn ông cũng hay bị hung lén lắm chứ bộ. Thì đó trời ơi 27 tuổi thôi đó. Xinh dữ trời. Thì đó con cảm ơn chú. Xinh rồi nha. Xinh mà. Cao. Cao là đó. Cao thôi. Đó vậy đó. Được á. Tôi phải tôi dài luôn. Tôi phải phải qua tôi coi tình hình chứ. Cười cũng rất là tỏa năng luôn nha. Dạ, con cảm ơn chú. Con nói cho chú nghe đi, con cảm nhận anh ấy là một người như thế nào? Con nghĩ là anh khá hiền với lại khá nhút nhát để không cho hiền quá. Dạ, khá nhút nhát để cho người ta không có nhận ra được cái giới hạn của họ đối với mình. Giới hạn hay là giới tính? Trời ơi. Con ngại con không dám nói chữ giới tính à? Nói chứ anh này là đàn ông, nếu như không có một cái người đủ mạnh để mà lôi anh ấy thì là hổng chừng anh ấy sẽ bị sa ngã. Chừng người là sao? Ông cũng vậy đó, tôi nói cho ông biết. Trai ta không bằng lĩnh lắm. Ông á gì không níu kéo ông lại á là ông cho hổng chừng á là ôi có nhiều khi rất là bờ đờ luôn á. Chịu đâu, đó chịu mọi chịu người đâu. Kỳ lắm luôn á. Nói giỡn thôi. Nói qua nói lại cho hai bên nói chuyện nhiều dễ hơn đó, để hiểu nhau nhiều hơn đó. Con không thích điều gì ở đàn ông? Con không thích ở đàn ông là tính hút thuốc. Chắc đây không hút đâu. Và phụ thuộc vào gia đình.
Tức là có một số người đàn ông thì hay bị tác động bởi cái lời nói của cha mẹ khác, dạ, của nhiều người xung quanh. Ví dụ như ba mẹ kêu lấy là lấy, ba không có lấy, dạ, đúng lấy. Rồi, dạ, đúng hay rồi. Là ba mẹ kêu cái gì làm đó. Dạ. Ví dụ dạ. Vậy ha. Có không? Dạ không, cái đó không có. Có hút thuốc không? Dạ không luôn. Có nhậu không? Dạ không luôn. À, không luôn. Được á. Rồi, rồi chúc mình tự cảm nhận thôi. Hôm nay con đi với ai? Dạ, con đi với cô ruột và bạn bè của con. À, xin chào cô. Xin chào hai MC dễ thương Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Và quý khán giả trong khán phòng. Cháu thì cũng tháo vát, có trách nhiệm đối với gia đình. Nhưng mà đôi khi thì cũng rất là dễ xúc động, cũng có mít ướt. Cô thấy bên đàn trai sao ạ? Thế thì nhận xét về cháu trai bên này thì cô thấy cháu cũng được. Nhưng mà theo như lúc nãy cháu nói thì cháu như vậy là cũng cần phải mạnh mẽ thêm một chút nữa. Nếu thấy được thì hai cháu cũng là cho nhau cơ hội. À, cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với người anh, người thầy của em ạ. Rồi, anh người thầy. Rồi, xin mời. Trước hết cho em có lời gửi chào, lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, khán giả trong phim trường và quý khán giả xem đài truyền hình. Theo cái yêu cầu của nhà trai thì là muốn có một người bạn gái xinh đẹp thì là đạt hết cái yêu cầu đó. Nhưng hai em mà cảm thấy mình dành cho nhau cơ hội được, theo anh là rất là hợp. Rồi, cảm ơn thầy. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi em. Mình nhận trước đi, mình nhận trước rồi mình tặng sau nè. Dạ, em cảm ơn anh. Hoa cho hoa ha. Cái này là cái hoa em tự cắm. Em tặng anh. Trời ơi, phụ nữ tặng đàn ông bó hoa đẹp quá. Em cảm thấy cái món quà mà mình tự tay mình làm thì nó sẽ ý nghĩa. À, tự tay làm đẹp quá. Cắm cái hoa này hình trái tim với ý nghĩa là thật ra con người mình sống về mặt nghĩa bóng hay là nghĩa đen thì đều dựa vào trái tim. Thì em mong muốn anh là hãy trân trọng sức khỏe của mình và trân trọng những cái tình cảm xung quanh. Ở con này là gì? Dạ, em có kèm vài lời chúc chồng này. Mình cất hoa. Để cái hoa trong đây đi. Em xin đọc ạ. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Gửi anh câu nói mà em luôn thích. Bạn không thể trồng cỏ dại rồi mong đợi hoa rực rỡ nở ra. Hạt giống bạn gieo và cho phép bén rễ vào tim bạn sẽ quyết định những gì bạn gặt hái được trong mùa thu hoạch. Chúc anh luôn có những hạt giống tốt đẹp để gặt hái được những mùa vụ vui vẻ và hạnh phúc. Em Trang. Đó là đó. Hiểu không? Hiểu cái lời nhắn gửi của em gái nhỏ không? Dạ, em có hiểu ạ. Có hiểu sao? Nói đi cho bạn yên tâm nè. Nếu mà muốn được chín thì phải vun đắp cái tình yêu để tiến tới thành công. Cái dòng ghi của em nó rất là ý nghĩa. Và không thể nào mà trồng cỏ dại mà được hoa hồng đâu, nghe chưa? Yeah. Mình phải trồng hoa hồng, chăm sóc hoa hồng thì mình mới có hoa hồng. Hiểu không? Phải biết chăm sóc người ta đó, ý người ta là vậy đó. Chăm sóc cái tình yêu đó. Giờ đợi hát đi. Dạ, anh xin phép tặng em bài hát I'll be dead.
cảm. Thôi, bây giờ mình cảm nhận về nhau đi nào. Em nghĩ anh là một người sống khá tình cảm và em thích cái người mà sống tình cảm như vậy. Yeah. Anh thì anh qua gặp tiếp xúc em thì anh thấy em là con người rất là thoải mái, vui vẻ, người rất giàu tình cảm. Mà cũng anh cũng ít mà tiếp xúc được những người mà lần đầu tiên mà anh cảm giác mà em lại nhiệt tình mà lại vui vẻ như vậy á, thì là đừng có giới lòng. Bây giờ mình gặp mà mình thấy thích là mình phải bộc lộ liền. Dạ đó, thì là em là một cô phụ nữ là rất là tuyệt vời rồi, là người là dáng cao, dáng chuẩn, có dễ thương cũng có luôn. Rồi anh có thích không nè? Dạ thì anh cảm thấy là anh cũng rất rung động vì em. Đó, đó câu đó câu chốt hạ đó. Ừ. Cái cô gái bên đó là nhiều người thích lắm đó nha. Hồi nãy là em nghe anh giới thiệu là anh hay nóng tính. Dạ, mỗi lần mà nóng giận lên như vậy thì anh giải quyết cái cơn nóng giận của mình như thế nào? Anh nghĩ chắc anh này nóng là nóng hát thôi chứ không làm gì. Nóng nhất anh làm gì nè? Nóng nhất thì em tìm cách để em hạ xuống, là em nghe nhạc, là em chơi đàn. Chơi đàn ấy, biết cách ngay mà. Một cái cách để hạ. Anh Linh nói quá hay luôn. Dễ thương á, nói chung là hiền quá. Mình đến với nhau thì em chắc ưu tiên về gia đình hơn đúng không? Em nghĩ là mình sống ở đâu thì nó cũng là cái duyên. Nhưng mà em chỉ muốn sống ở nơi mà em cảm thấy hạnh phúc. Nếu mà anh làm cho em cảm thấy là ở cái nơi đó, ở Vũng Tàu có anh, ở Vũng Tàu em hạnh phúc, thì em không có lý do để từ chối. Đó là đúng là lý do hợp lý nhất rồi. Bây giờ em trai xoay lại. Dạ. Được. Em gái để tay mình nút bấm. Nếu mà chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội. Còn nếu không rung động, chúng ta không cần bấm. Để nút bấm đó cho nhiều người khác nữa. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Tập chủ động trong tất cả mọi thứ nha. Yeah. Nếu muốn giữ cô gái này, ở đây có gia đình của bạn gái, hãy nói điều gì đi. Con cảm thấy là rất là có điều rất là may mắn vì được gặp cô và em. Con sẽ cố gắng vun trầm trồng cái mảnh tình mà con đã tìm kiếm bấy lâu nay ạ. Rồi bây giờ nè, làm thủ tục đầu tiên nè. Anh xin phép không làm điều gì trái pháp luật hết nè. Đó. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Với hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đúng rồi. Chúc các bạn hạnh phúc. Lấy quà của mình đi kìa. Đây. Con xin cảm ơn chú Huyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Rồi xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho con và anh tham gia chương trình. Mình đi bên đây nè con. Dạ, con cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, chúc hạnh phúc nghe. Đây con. Đây. Ngày hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời. Hai cặp đôi với hai màu sắc khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ cùng chung một ý nghĩ, đó là tình yêu. Mong rằng tình yêu sẽ lan tỏa, mong rằng tình yêu sẽ được bồi đắp và mong rằng hạnh phúc sẽ đến với họ. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:30
thứ hai hàng tuần trên kênh HV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.